Sau khi quốc lộ 1A được nâng cấp mở rộng để đảm bảo an toàn giao thông, ngành chức năng đã xây dựng các dải phân cách ở giữa. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng dải phân cách bị người dân cắt từng đoạn để mở lối tắt băng ngang quốc lộ đang ngày càng gia tăng. Chỉ tính đoạn quốc lộ 1A đi qua đoạn địa phận tỉnh Khánh Hòa, từ thành phố Cam Ranh đến huyện Vạn Ninh đã có hàng loạt dải phân cách bị người dân cắt đứt từng đoạn để tự mở lối đi tắt băng qua quốc lộ, chạy cắt mà các phương tiện đang lưu thông trên đường. Rất nhiều dải phân cách bị phá dở từng đoạn với chiều rộng vừa đủ cho xe máy chạy qua. Hình ảnh người dân đâm qua quốc lộ giữa dòng xe cộ lưu thông dày đặc, tranh thủ khoảng trống giữa các phương tiện để chạy đan xen từng chiếc một khiến ai trông thấy cũng phải thót tim. Tình trạng băng ngang quốc lộ nguy hiểm như trên đã kéo dài từ nhiều năm nay khi quốc lộ 1A được nâng cấp mở rộng với dải phân cách giữa đường. Trong đó nhiều đoạn dải phân cách đã cản trở việc đi lại hàng ngày của người dân, nên người dân đã tự phá dỡ, cắt đứt từng đoạn để mở lối đi tắt. Hiện trạng nguy hiểm trên đang còn chiều hướng gia tăng, đang ngày càng rất báo động, rất cần ngành chức năng cùng các địa phương sớm chấn chỉnh nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 1A.